Khi bạn tìm ra được một chân lý để sống, một mục tiêu để cố gắng, một người để bạn có thể đánh đổi cả cuộc đời này, để người đó được hạnh phúc. Và khi bạn nhận ra rằng cô ấy chính là tất cả những gì mà bạn ao ước, cô ấy chính là hơi thở của bạn, thì đừng do dự nữa, hãy cầu hôn cô ấy đi. Vợ tương lai, đó là tất cả những gì tha thiết mà anh gọi đến em. Vợ tương lai, đó là tất cả những gì ao ước mà anh muốn hét thật lớn. Anh muốn thế giới này biết em chính là vợ tương lai của anh, và đừng ai âm thầm giả tâm cướp em xa khỏi cuộc đời anh. Anh muốn thế giới này biết em chính là mạng sống của anh, và anh sẽ liều mạng bất chấp tất cả để cứu lấy cuộc tình anh. Cuộc sống này vô cùng ngắn, đời người được mấy lần yêu, có người mất cả một đời vẫn chưa tìm thấy một tình yêu. Cuộc sống này vô cùng ác, lòng người được mấy người tin, có người yêu cả một đời đến khi nhắm mắt mới biết mình sai. Cuộc sống là như vậy đó, xin mọi như hoa rơi theo gió, nên đừng từ bỏ những gì đang có, hay trân trọng vậy sống bằng tâm. Cuộc sống trôi đi là nhận lấy, chân thành yêu thương bạn sẽ thấy, sẽ luôn có một ai đó dành cho ai đó trong cuộc đời này. Thế giới có đổi thay hay là giông bão có cùng quay, anh vẫn đứng nơi đây để cùng em bước qua tháng ngày. Hai đứa sẽ cùng xây ngôi nhà hạnh phúc trong tầm tay, em chỉ cần yêu anh mỗi thứ xung quanh để anh gắn. Ý nghĩa của cuộc sống đó chính là yêu và được yêu, gặp nhau là như nợ và anh may mắn gặp được em. Tất cả những gì anh làm giờ đây đều chỉ là vì em, tất cả những gì anh có giờ đây đều chỉ dành cho em. Thế giới có đổi thay hay là giông bão có cùng quay, anh vẫn đứng nơi đây để cùng em bước qua tháng ngày. Hai đứa sẽ cùng xây ngôi nhà hạnh phúc trong tầm tay, em chỉ cần yêu anh mỗi thứ xung quanh để anh gắn. Con gái sẽ giống mẹ xinh xắn giỏi giang và tỏa sáng, con trai sẽ giống ba bản lĩnh chịu khó thật kiên cường. Gia đình của chúng ta chính là món quà của tạo hóa. Gia đình